Xin chào các bạn, bữa nay chúng ta sẽ cùng hands-on tạo cái web application framework hay gọi là WAF ở trên AWS. Thì WAF này là một cái dịch vụ để có như là tường lửa cho những ứng dụng web của chúng ta, chặn những cái phần thông tin mà không tốt tấn công đến trong web của chúng ta. Thì WAF này hoạt động ở layer 7 nha. Thì WAF này hoạt động với các dịch vụ của AWS như là ví dụ như là CloudFront này, AV Gateway này, AppSync này, Load Balancer mà dạng là Application Load Balancer. Thì trong bài này cái bên sẽ làm là cái AV Gateway, thì những cái phần khác các bạn tương tự nha. Rồi chúng ta đi tìm. Thì cái bên đã tạo một cái sẵn là cái AV Gateway siêu đơn giản nha. Nó chạy là cái Hello World rồi. Đây, Hello AWS nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái WAF để nó có cấu hình như nào nha. WAF lên siêu. Rồi ở đây là các bạn bước này các bạn sẽ thấy là các bạn tạo này, so sánh cái WAF new và cái classic này, thì các bạn xem cái tự xem được nha. Rồi bây giờ quan trọng là chúng ta tạo cái web này nè. Cái này lưu ý là khi các bạn làm bài lab mà theo cái viên này các bạn sẽ tốn tiền nha. Một cái web ACL là các bạn sẽ mất $5 cho một tháng sử dụng nha, và có prorate mà. Nên là các bạn làm bài khuyến nghị là các bạn xem bên này trước, nếu mà thấy các bạn thực sự có nhu cầu sử dụng các bạn hãy dùng hay làm nha, tại vì sẽ phát sinh tiền đấy. Thì lưu ý ở đây là chúng ta sẽ chọn cái web ACL này apply cho cái tài nguyên nào. Như Kevin đã nói là chúng ta sẽ có thể apply cho CloudFront này, ALB này, AV Gateway và AppSync ha. Thì các bạn phải chọn đúng cái region nha. Kevin chọn đây là region Singapore, tại vì cái tài nguyên lúc nãy của Kevin tạo ra là ở bên Singapore ha. Rồi chúng ta có web demo web ha. Cái tên nó tự động nhảy nha. Thì các bạn có thể xem cái metric này trên CloudWatch. Rồi cái bên chọn Singapore thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái tài nguyên nào của AWS sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái web ACL này ha, cái WAF này ha. Rồi Kevin sẽ chọn đây là giả sử là AV Gateway này, tích vào này. Kevin sẽ có thể chọn nhiều ha, nếu mà Kevin có nhiều hơn. Rồi có thể add nhiều resource ha. Next. Cái rule này Kevin có thể tạo cái rule của tự Kevin hoặc là dùng các managed rule. Lưu ý là AWS inspect 8 ký đó, cho phần web request body thôi. Thì ở đây có rất nhiều loại các bạn có thể tham khảo ha. Kevin chọn AWS managed rule là hay đấy, họ tạo sẵn cho các bạn rồi. Thì giả sử Kevin sẽ chọn cái nào cho nó đơn giản nha. Rồi Kevin sẽ chọn cái giả sử như là đến từ cái danh sách Amazon IP Reputation List thôi, có nghĩa là từ cái danh sách nào mà uy tín thôi. Ok, nếu mà danh sách nào uy tín thì rồi chúng ta add rule ha. Rồi chúng ta hay có một rule đây 25 này, thì tất cả các rule anh chị các bạn có thể add nhiều miễn sao không quá 1500 nha. Rồi ở đây các bạn có thấy một cái hành động này, cái hành động gì nếu mà những cái request nào mà không thỏa cái rule trên. Thì đây tại vì mình chọn đây là cái IP Reputation List rồi, thì nếu mà không thỏa cái trên mình sẽ block ha. Ok, thì còn custom small này, cái bên để mặc định nha. Rồi ok, chúng ta thấy có một rule 25 WCU next. Ok, next luôn. Rồi create ha. Rồi chúng ta sẽ cùng đợi một lúc để cái việc tạo này nó hoàn thành. Vì khi việc tạo này nó sẽ cần phải có apply vào trong các cái tài nguyên của chúng ta nữa. Giả sử trong trường hợp này là chúng ta apply vào cái AV Gateway ha. Chúng ta chờ khoảng 30 giây thì cái demo web mà chúng ta thực hiện xong. Thì chúng ta mở ra chúng ta xem ha. Và chúng ta quay lại cái AV Gateway của chúng ta. AV Gateway của chúng ta đây, cái demo API. Thì khi các bạn vào cái trạng thái là dev đi, các bạn sẽ thấy ở đây là cái phần web application firewall này, các bạn sẽ thấy là cái demo WAF này, WAF version 2 là nó đã cấu hình vào cái này rồi ha. Thì bây giờ quay lại ở đây là chúng ta sẽ có cái WAF của chúng ta là có những cái rule chúng ta lấy, chúng ta chỉ cho phép những cái IP reputation list thôi và chiếm vẫn 25 WCU. Và hành động, những cái request nào mà không thỏa cái rule này chúng ta sẽ block hết. Thì bây giờ Kevin đố các bạn biết, bây giờ nếu mà Kevin truy xuất này được không ạ? Chắc là không được ha. Bởi vì sao? Bởi vì là cái IP của network của nhà Kevin sẽ không, nó kiểu như home, kiểu nhà sử dụng cá nhân thì nó sẽ không nằm trong cái reputation list được.
trên nó bị sẽ bị chặn nha. Thì có là các bạn thấy là cái web này nó đã hoạt động rồi. Bây giờ muốn để cho Kevin vào được thì phải allow, có nghĩa là nếu có nghĩa là sao, cái thông điệp này là gì? Nếu mà tất cả các yêu cầu mà thỏa cái reputation list này thì mới cho qua. Còn nếu mà không nằm trong cái danh sách này á, thì sẽ cho phép ha. Cho nên là giả sử Kevin bây giờ sửa thì Kevin sẽ thử lại nha. À, bây giờ mình kết nối được cái Hello AWS rồi. Thì các vậy cốt lõi của việc sử dụng web này là gì? Thứ nhất là các bạn sẽ mất $5 trên một cái web ACL này nha. Rồi, bây giờ các bạn muốn sử dụng cái này á, các bạn sẽ cần phải tìm hiểu những cái rule ha, tại vì cốt lõi ở đây là các bạn phải tìm hiểu cái rule hoặc là các bạn phải tự viết cái rule ở đây. Nhưng mà theo Kevin thì ở đây những cái rule này người ta đã dựa trên cái best practice rất là nhiều rồi. Hoặc là họ có một cái con này cũng rất là hay là còn AWS Marketplace. Thì Marketplace này là gồm những cái công ty hay những cái đối tác mà họ đã viết sẵn những cái rule cho các bạn rồi. Giả sử ở đây là có API Security Rule này, public và một cái đơn vị là F5 này. Giả sử Kevin bấm đây các bạn có thể xem. Thì ở đây họ đã viết sẵn cho các bạn sử dụng rồi. Thì ở đây là các bạn thấy là giả sử khi sử dụng trên Marketplace thì các bạn sẽ thấy là chạc per month là $20 trên một unit này, rồi số lượng request là $1.2 ha. Còn đối với WAP thì những cái rule này thì thông thường là sẽ rẻ hơn, nó khoảng $5 trên một cái rule này, trên một cái WAP này. Còn một cái rule nhỏ này á thì các bạn sẽ mất là $1 cho một tháng ha, cái managed rule này, và số lượng request này các bạn mất khoảng $0.6. Ok, cảm ơn các bạn. $0.6 cho 1 triệu request nha các bạn. Xin lỗi bên Kevin nói chưa đủ hết ý. Thì hy vọng qua bên này các bạn hiểu cái cách làm việc của WAP rồi. Thì WAP sẽ cấu hình cho những cái API gateway này, rồi ALB này, AppSync này, CloudFront thì nó kiểu như thế này. Thì các bạn sẽ tìm hiểu các rule, các bạn sẽ apply các rule đấy vào trong cái WAP của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.